Và đêm nay cũng là đêm cuối cùng của cô Sáu. Cũng xin đại diện cho tất cả các con cháu cũng xin gửi lời chào vĩnh biệt lần sau cuối với một người cô. Xin chào vĩnh biệt. Và cũng để liên tục chương trình, sau đây em cháu cũng xin đóng góp với hai câu vọng cổ được trích trong vở tuồng Trần Giả Cầm Giang. Cầm Giang, Cầm Giang. Từ nay xa cách hết mong có ngày gặp lại, Cầm Giang nàng ơi sao trời chỉ cách đôi ta, hết mong tưởng phục dù chết cũng không hề quên. Đừng nói tiếng biệt ly cho đức đoàn mối tơ lòng. Chúng ta còn nắm tay nhau đi suốt suốt đoạn đường trần, có dù người ta có dùng quyền quyền bạo lực cũng không thể nào ngăn cách tình yêu. Cầm Giang ơi, dù được lời nói gian dâm, nhưng hai ta đã đặt trong vòng ngang trời. Nếu kiếp này mình chẳng tương trần nhau, xin hẹn kiếp sau bờ chắc chắn.